Dân mạng kêu gọi tẩy chay quán ăn của Trâm Anh bị ném đá dữ dội vì không đáng giá. Nhiều khách hàng sau khi thưởng thức món bánh đa bề bề của hot girl Trâm Anh nhận xét rằng đồ ăn ở quán không xứng đáng với giá tiền. Sau nhiều lùm xùm không đáng có, cái tên Trâm Anh trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội. Mới đây, cô nàng đã khai trương quán ăn món bánh đa bề bề và nhờ được nhiều người biết đến nên quán ăn của Trâm Anh cũng lập tức thu hút khách hàng. Hot girl Trâm Anh mở quán ăn bánh đa bề bề. Tuy nhiên, sau khi thưởng thức món ăn tại quán bánh đa bề bề của Trâm Anh, nhiều người đã đánh giá rằng ăn không đáng tiền, đồ ăn nhạt nhẽo, chỉ ước sao chưa từng đến quán. Cụ thể, một nữ khách hàng tên T đăng bài đánh giá chất lượng kém trên một hội nhóm nổi tiếng chuyên review đồ ăn đã thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Theo đó, vị khách nữ vào cửa hàng của hot girl Trâm Anh và gọi một bát bề bề chả với bánh đa cải ngọt. Tuy nhiên, khi nếm thử thì chất lượng đồ ăn lại không được ngon như tưởng tượng, bánh đa vụn, vón cục, nước dùng nhạt nhẽo không thơm, rau chỉ được vài cọng và đặc biệt là bề bề quá bé là những trải nghiệm mà khách hàng T thu được. T cũng cho hay người bạn đi cùng có gọi một bát bề bề tôm thì hai con bề bề trong bát cũng bé y như của cô. Hình ảnh bát bánh đa bề bề. Món bánh đa bề bề của cửa hàng ăn nhà hot girl Trâm Anh bị đánh giá không ngon, không hợp giá tiền. Nữ khách hàng còn khá gắt khi cho rằng chất lượng đồ ăn của quán không xứng đáng với giá tiền và khuyên mọi người đừng vì tò mò mà đi ăn thử, phí mồm lắm, ăn xong chỉ ước là chưa vào quán. Ngay sau khi bài review đăng tải, rất đông thực khách từng thưởng thức món ăn tại cửa hàng của Trâm Anh đã vào bình luận đánh giá. Đáng nói, có khá nhiều người đồng tình với cảm nhận của H.